Trung Quốc không thiếu gì chút dầu đó ở Biển Đông, nhưng đối với Việt Nam thì khác. Việt Nam không có mỏ dầu nào trên đất liền, tất cả đều ở Vịnh Bắc Bộ và Biển Đông. Mỏ dầu mới bị Trung Quốc bóp nghẹt. Chỉ dựa vào mỏ cũ thì không đáp ứng đủ nhu cầu. Trước cửa có dầu mà không khai thác được, phải bỏ ngoại tệ để mua. Người Việt Nam hẳn phải tức tối. Trong các bài viết đăng tải ngày 23 tháng 7 và mùng 5 tháng 8, Sohu đã không hề giấu giếm tham vọng của Trung Quốc độc chiếm, biến Biển Đông thành ao nhà của họ. Trong đó đặc biệt thể hiện sự thèm khát đối với Bãi Tư Chính nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Bài viết trên Sohu ngày 23 tháng 7 có nhan đề "Cảnh sát biển Trung Việt đã đối đầu cả tuần, Trung Quốc cần kết thúc bằng cách khai thác dầu trên địa bàn của mình", đã cố tình lừa dối dư luận Trung Quốc và quốc tế khi viết Bãi Vạn An, tức Tư Chính của Việt Nam, là phần cực Tây của quần đảo Nam Sa của Trung Quốc. Tên họ đặt cho quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây cũng là phần cực Tây của đường 9 đoạn của Trung Quốc, là một dạng san hô có hình dạng như một mặt trăng lưỡi liềm. Bãi này ẩn dưới nước quanh năm, dài khoảng 63 km và rộng 11 km, chỗ nông nhất, cách mặt biển 17 m. Bãi có vị trí địa lý cực kỳ quan trọng, là cửa ngõ vào Nam Hải, tức Biển Đông, cũng là lãnh thổ nước ta, Trung Quốc. Ở gần với eo biển Malacca nhất, án ngữ tuyến hàng hải trên Nam Hải có thể coi nó là khu vực trái tim của Đông Nam Á. Cách Singapore chưa đến 1.000 km, từ Bãi Tư Chính có thể giám sát rất tốt cho eo biển Malacca. Không chỉ có vị trí địa lý vô cùng quan trọng, mà tài nguyên thủy sản và tài nguyên dầu khí gần Bãi Tư Chính cũng rất phong phú. Đây là một trong ba khu vực tài nguyên dầu khí giàu có nhất ở Trường Sa. Bài viết dẫn số liệu của Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc cho thấy trữ lượng tài nguyên dầu mỏ ở Biển Đông có khoảng từ 23 đến 30 tỷ tấn, khí đốt thiên nhiên khoảng 16.000 tỷ mét khối. Biển Đông được gọi là Vịnh Pacific thứ hai, chiếm 1/3 tổng tài nguyên dầu khí của Trung Quốc, tương đương với 12% trữ lượng dầu khí của toàn thế giới. Sohu đánh giá, trong tổng trữ lượng dầu của Biển Đông, trữ lượng dầu của ba bồn địa này chiếm gần 20 tỷ tấn. Đây là một trong những kho chứa dầu lớn chưa được khai thác trên thế giới và có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng đối với an ninh năng lượng của Trung Quốc. Điểm lại, những lần Trung Quốc bị thất bại trong âm mưu chiếm giữ trái phép Bãi Tư Chính, vốn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Tác giả bài viết viết, năm 2017, Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA đã phái 40 tàu chiến, tàu hải cảnh và một số tàu vận tải đến để ngăn chặn hoạt động khoan dầu của Việt Nam tại vùng biển phụ cận Bãi Vạn An. Đây là cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc đối đầu trong sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 tại đảo Trung Kiến, tức Chi Tôn, ở Tây Sa, tức Hoàng Sa của Việt Nam, năm 2014. Tác giả phán, không còn nghi ngờ gì nữa, từ lâu nay, Trung Quốc luôn ở vào thế bị động ở Bãi Vạn An vì nó quá gần với Việt Nam và quá xa với đại lục Trung Quốc. Trung Quốc đã cử rất nhiều tàu đến tuần tra nhưng thường chạy một vòng quanh rồi rời khỏi đó. Nhưng trong lần này, phía Trung Quốc đã dần bắt đầu biến bị động thành chủ động do những kiệt tác thần kỳ của con người. Ý nói do Trung Quốc đã lấp biển tạo đảo. Các đảo Vĩnh Thử, tức đá chữ thập, đảo Hoa Dương, tức Châu Viên, đã được đưa vào sử dụng, đẩy tiền duyên chiến lược của Trung Quốc tiến xuống phía Nam tới hơn 1.000 km. Sohu đưa ra một đánh giá đầy ảo tưởng. Giờ đây, bãi Vạn An chỉ cách Hoa Dương 390 km, đảo Vĩnh Thử 420 km và cách thành phố Hồ Chí Minh 400 km. Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng đã có căn cứ địa, không còn sợ người Việt Nam đánh du kích trên biển nữa. ngày mùng 3 tháng 8, Sohu đăng tiếp bài viết nhan đề Việt Nam kêu gọi Trung Quốc về bãi Vạn An, nhưng vì địa vị chiến lược của bãi này quá quan trọng, Trung Quốc không thể thoái nhượng. Với quan điểm sai trái, coi bãi Tư Chính, họ tự gọi là Vạn An, là vùng tranh chấp giữa hai nước, bài báo này viết. Khi cuộc đối đầu Trung Việt tại vùng biển tranh chấp ngày càng gia tăng, ngày 25 tháng 7, Việt Nam nói đã gửi nhiều thông tin tới Bắc Kinh yêu cầu một tàu thăm dò Trung Quốc phải rút khỏi vùng biển thuộc quyền đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói với báo giới, điều này rất nghiêm trọng, Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp ngoại giao, bao gồm cả ra tuyên bố ngoại giao, phản đối hành động của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút tàu thuyền ra khỏi vùng nước của Việt Nam. Tuy nhiên, Sohu cho rằng Trung Quốc không thể nhân nhượng và rút tàu thuyền đi vì những lập luận sai trái và nực cười sau. Bãi Vạn An là lãnh thổ của chúng ta, ở gần eo biển Malacca nhất, cách Singapore chưa đến 1.000 km. Từ bãi Vạn An có thể giám sát rất tốt cho eo biển Malacca. Đây cũng là căn cứ tiền duyên của ta, gần với Ấn Độ Dương nhất, chỉ cách Ấn Độ Dương có 1.000 km về phía Tây. Mỹ nếu thò đầu ra eo biển Malacca là đã bị chúng ta giám sát. Nếu giành được 5 điểm Tây Sa, tức Hoàng Sa, Hoàng Nham, Scarborough, 3 đảo Nam Sa là Subi, Vành Khăn, Chữ Thập, bãi Vạn An, Tư Chính và bãi ngầm Bai Keng là toàn bộ Nam Hải, Biển Đông sẽ ổn thỏa. Nếu so sánh vị trí của bãi Nan Kang và bãi Vạn An thì Vạn An tốt hơn. Bên cạnh đó, eo biển Malacca nằm ở hướng Tây Nam. Bãi Nan Kang ở sát bờ biển Malaysia. Bãi biển Vạn An cách Việt Nam hơn 400 km và cách Malaysia hơn 400 km, có lẽ khoảng 500. Bãi Vạn An là vị trí trung tâm của phía Nam Nam Hải, tức Biển Đông, cho nên bãi Vạn An rất tốt. Bài viết này còn đề cập đến hàng loạt chi tiết đổi trắng thay đen không thể chấp nhận được. Chẳng hạn, sau khi Việt Nam đóng quân ở bãi Vạn An, tức bãi Tư Chính, còn tự coi là có chủ quyền lãnh thổ, cản hành động của nước ta ở bãi Vạn An. Việc này khiến hợp đồng khai thác dầu khí Vạn An Bắc 21 của Trung Quốc với công ty Mỹ không thể thực hiện được. Lần này, tàu thuyền Trung Việt đối đầu ở bãi Vạn An có thể nói hoàn toàn là do Việt Nam gây ra. Hay trong một chi tiết khác, họ viết, trong khi Trung Quốc ra sức giúp đỡ, Việt Nam lại thường gây phiền phức cho chúng ta trong tranh chấp trên biển. Chống lại các hoạt động hải dương hợp pháp của nước ta, hành vi này thật sự khiến người ta tức giận. Vì vậy, hy vọng Việt Nam hãy nhận rõ hiện thực, đừng làm cho cục diện trở nên phức tạp. Cần phải nói rằng, đó là những lập luận và thông tin rất lố bịch. Tác giả đã cố tình vờ không biết một sự thực không thể chối cãi rằng Tư Chính và vùng phụ cận hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, UNCLOS, mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là các quốc gia thành viên tham gia. Trung Quốc không thể đòi hỏi chủ quyền đối với vùng biển của nước khác, cũng như không có quyền thăm dò khai thác tài nguyên ở đó. Áp phích quảng cáo 7 tập phim tài liệu Nam Hải, Nam Hải, chiếu trên kênh CCTV 12, có hình ảnh tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng tấn công tàu cảnh sát biển Việt Nam. Trong một nỗ lực chính thống hóa quan điểm, bài báo dẫn cả phát ngôn nực cười và phi lý của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Chúng tôi rất hy vọng phía Việt Nam thiết thực tôn trọng chủ quyền vùng biển và quyền tài phán phía Trung Quốc, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình. Nhưng nên nhớ, tất cả các lập luận về cái gọi là chủ quyền và quyền chủ quyền của Trung Quốc mà từ Cảnh Sảng cho đến tác giả bài báo đưa ra đều chỉ dựa trên một căn cứ duy nhất là yêu sách đòi hỏi chủ quyền đối với vùng nước bên trong cái gọi là đường chín đoạn mà họ tùy tiện vạch ra, không có kinh độ vĩ độ cụ thể, chiếm tới 90% diện tích toàn bộ Biển Đông. Tòa Trọng Tài Quốc tế năm 2016 đã ra phán quyết bác bỏ cái gọi là đường chín đoạn này, khẳng định nó không có hiệu lực vì không có cơ sở pháp lý nào khác. Mặt khác, Việt Nam trong lịch sử chưa từng gọi Tư Chính là Vạn An, cho nên không có chuyện Việt Nam phải đổi tên bãi này như bài báo bịa đặt. Trên thực tế, vùng biển mà tàu khảo sát địa chất biển 8 và các tàu hộ tống của Trung Quốc hoạt động từ đầu tháng 7 tới nay đều trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Vì vậy, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở pháp lý để đưa các tàu thực thi pháp luật trên biển ra ngăn chặn hoạt động khảo sát của Trung Quốc. Việc tác giả bài báo nói tàu Việt Nam cưỡng ép cản trở tàu Trung Quốc thật nực cười. Đây rõ ràng là hành động vừa ăn cướp vừa la làng. Ngày 6 tháng 8, Sohu lại đăng bài vùng biển phía Nam căng thẳng. Kế, điệu hổ ly sơn của Việt Nam thất bại, hơn 80 tàu hội sư ở bãi Vạn An. Bài báo viết, phía Việt Nam đã ngang nhiên khai thác dầu mỏ tại đây, không chỉ gây tổn hại cho lợi ích của Trung Quốc, mà thậm chí còn đưa cảnh sát biển đến quấy rối các hoạt động của ngư dân. Trước đó, tàu thăm dò địa chất biển 8 của chúng ta đã đến vùng biển gần bãi Vạn An để thăm dò và đã bị các tàu cảnh sát biển Việt Nam cản trở. Dẫn phân tích của các chuyên gia có liên quan, bài báo nêu đánh giá. Điều Việt Nam lo ngại nhất là nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt tự nhiên gần bãi Vạn An bị ta phát hiện. Nguồn tài nguyên ở đây rất phong phú, ngoài dầu mỏ khí thiên nhiên còn có băng cháy. Tàu nghiên cứu khoa học của chúng ta đang thăm dò phân tích trữ lượng ở đây. Tuy nhiên, Việt Nam đã hạ đặt các giàn khoan khai thác dầu ở vùng biển này, tuyên bố rằng đây là lãnh thổ của họ. Bài báo này thể hiện rõ nét kiểu tuyên truyền đổi trắng thay đen, gấp lửa bỏ tay người. Tác giả bất chấp luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, nhận rằng bãi Tư Chính hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, là lãnh thổ Trung Quốc, gọi hành động hợp pháp của Việt Nam trên vùng biển của mình là khoan trộm. Hành động đưa 80 tàu các loại ồ ạt kéo xuống vùng biển Tư Chính, như chính bài báo đã nêu, rõ ràng là hành động xâm phạm chủ quyền tài phán của Việt Nam theo kiểu lấy thịt đè người, đáng lên án và không thể chấp nhận. Điều đáng chú ý là, cùng với việc phát hành bộ sách giáo khoa lịch sử trung học mới bổ sung nội dung bịa đặt xuyên tạc về chủ quyền Trung Quốc đối với Biển Đông và sự xuất hiện khá dày đặc những bài báo kiểu này. Từ ngày 15 tháng 7 đến 21 tháng 7, Trung Quốc đã cho chiếu bộ phim tài liệu 7 tập Nam Hải trên kênh Xã hội và Pháp luật CCTV 12 của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV vào khung giờ buổi tối, gây tác động tiêu cực tới dư luận xã hội. Đây là bộ phim do CCTV kết hợp với Ban tuyên truyền tỉnh ủy Hải Nam và một số đơn vị khác làm với chủ đề Nam Hải vườn nhà chúng ta. Nội dung tuyên truyền những luận điểm sai trái về cơ sở pháp lý chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, như Trung Quốc đã quản lý Biển Đông từ thời nhà Hán đến nay, nhằm cố chứng minh cho luận điểm các đảo trên Biển Đông từ cổ xưa đến nay đã thuộc về Trung Quốc, và cổ suý cho yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển bên trong cái gọi là đường chín đoạn. Trong phim có nhiều hình ảnh cùng lời bình công kích Việt Nam chiếm giữ lãnh thổ, khai thác tài nguyên của Trung Quốc. Những hoạt động truyền thông trên cho thấy Trung Quốc đang có những động thái chuẩn bị dư luận cho việc tiếp tục những bước đi mới liều lĩnh và nguy hiểm, nhằm hiện thực hóa âm mưu độc chiếm Biển Đông, gây nên tình hình bất ổn trên Biển Đông và trong khu vực. Dùng không gian mạng để đe dọa, uy hiếp Việt Nam, những luận điệu không che đậy động cơ mục đích, phương pháp mà Trung Quốc đang tiến hành trên Biển Đông nói chung Tư Chính nói riêng, mặc dù luôn miệng khẳng định đó là biển của ông cha họ, nhưng sự hả hê tự mãn khiến chính họ tự thể hiện rằng Tư Chính rất xa đại lục nhưng lại rất gần Việt Nam. Việc nêu rõ cụ thể khoảng cách của Tư Chính với đất liền Việt Nam, chính họ đã tự thừa nhận Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Luật Biển 1982 mà họ là thành viên. Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ nghe người Trung Quốc nói, tin điều họ nói thì họ thật là đáng thương. Hóa ra bao lâu nay trên Biển Đông, Trung Quốc luôn bị Việt Nam ức hiếp, bắt nạt. Thật may, bây giờ các phương tiện nghe nhìn đều rất hiện đại. Câu chuyện Việt Nam bị vu oan, tiểu bá, xâm lược, bắt nạt Trung Quốc, buộc Trung Quốc phải phản kích tự vệ 40 năm trước tại biên giới Việt-Trung, hay việc Việt Nam xâm lược Campuchia đã không còn lừa được ai nữa rồi.